Chào tất cả các bạn. Trong clip tiếp theo hôm nay, mình sẽ làm một cái hướng dẫn cho các bạn mới làm quen với NXT. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt ISO của NetZone, ISO Linux sử dụng cho hệ thống Bootroom NXT phiên bản mới. Mình sẽ thực hiện demo trên máy ảo nên là nó sẽ có một số cái nó khác với thực tế. Tuy nhiên với các bước cơ bản thì nó cũng như vậy. Hy vọng là sẽ giúp ích được cho các bạn. Chúng ta bắt đầu nhé. Đây tôi sẽ để mua máy ảo, là sẽ có một ổ để cài đặt Linux và một ổ để ví dụ là ổ game. Nhưng mà trong cái clip này chúng ta sẽ không sử dụng ổ này. Ta khởi động máy ảo. Như các bạn trong thực tế thì các bạn buôn vào USB và chúng ta tiến hành khởi động như này nhé. Đến màn hình này các bạn chọn cho tôi cái dòng thứ hai, Linux Setup No Graphic và Enter. Quá trình cài đặt của cái ISO nó rất là nhanh gọn, không như là Windows. Ở đây ví dụ chúng ta sẽ có bao nhiêu ổ cứng vật lý thì nó sẽ hiển thị lên đây. Các bạn sẽ chú ý cho mình thứ tự ổ đĩa các bạn cắm theo vọc ở trên main ấy, thứ tự tăng dần thì nó sẽ xếp từ trên xuống A, B, C chẳng hạn. Ví dụ đây tôi chọn một cái cài vào ổ đầu tiên, các bạn chọn được đúng nhé. Trong trường hợp các bạn có ổ game các bạn chọn sai là các bị format, nó mất sạch dữ liệu đấy. Tôi chọn ổ SDA, Enter. Quá trình cài đặt ISO này các bạn làm thành thục thì nó chưa đến 1 phút, với lại chúng ta thực hiện trên máy ảo nó sẽ chậm một tí. Các bạn chưa dùng Linux bao giờ thì các bạn nghĩ nó phức tạp, các bạn sợ lệnh, nhưng mà các bạn dùng rồi thì các bạn sẽ thấy nó rất là đơn giản, bởi vì đây là bản software được like chuyên biệt để sử dụng cho cái hệ thống NXT tối ưu, nên là nó sẽ tối giản đi rất nhiều thứ. Và không những như vậy, bây giờ NetZone đã hỗ trợ các cái giao diện GUI cho các bạn thao tác tương tự như Windows thôi. Đấy, quá trình cài đặt này đã là xong. Bây giờ các bạn tiến hành đăng nhập tại cái màn hình login này, các bạn gõ vào root và enter, nhập tiếp vào chữ x, enter, xong. Tại màn hình lần đầu tiên đăng nhập này thì các bạn sẽ lấy các giao diện chung. Các bạn mở bấm vào đây này, mở cửa sổ terminal lên. Gọi cho mình lang config language cho các bạn ạ, tức là mình thiết lập ngôn ngữ và enter. Các bạn di chuyển lên chọn tiếng Anh, enter lần nữa. Các bạn gọi mình lệnh reboot, chờ một chút cho máy chủ khởi động lại để thay đổi giao diện sang tiếng Anh. Trong clip này mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cái bước thực hiện cơ bản cần thiết. Khi cài Bootroom lần đầu, các bạn là muốn chỉnh cái độ phân giải của cái màn hình ấy. Các
trên đây áo không chỉnh được rồi. Ở đây display mình chọn một cái cho nó nhìn cho nó dễ đi bạn nhé, to to lớn lớn tí cho các bạn nhìn cho nó dễ. Tạm này đi. Đấy thì các bạn cài đặt xong thì nó như thế này. NMP con, tức là cái trình giao diện quản lý phần cứng của các bạn. Trong này mục step info thì có quản lý về kẹt mạng, ổ đĩa, danh sách các cái thiết bị phần cứng gắn trên server, những cái khác bạn không cần quan tâm. Đây IO start thì có thông tin về CPU, kẹt mạng và tình trạng ổ đĩa, các ổ đĩa, các cái dịch vụ chạy trong đây, còn có dịch vụ VNC, máy ảo. Một dây ảo này thì yêu cầu main của các bạn phải hỗ trợ ảo hóa, thì các bạn sẽ bật cái này lên để tiến hành chạy máy ảo, ví dụ như là cài PC modem ở trên cái máy này luôn, máy server này luôn, hoặc là các cái game chẳng hạn, hoặc là chạy Windows đỡ quên chẳng hạn. Nói chung là dùng máy ảo, nó giống máy ảo giống như cái VMware tôi đang dùng này. Đấy các bạn nhìn đây, tôi giới thiệu qua với các bạn về cái cấu trúc của nó. Đây SDA là cái ổ đĩa mình cài đặt Linux, nó sẽ phân ra hai phần. SDA 1 nó sẽ chứa các cái file hệ thống của Linux, còn cái phần SDA 2 tức là cái phần vùng này, phần vùng dư trống mặc định để chứa dữ liệu, nôm na là những cái ổ D trên Windows ấy. Cái ổ này thì bạn có thể dùng và không dùng cũng được. Nếu các bạn gắn thêm ổ nữa làm playback hoặc là chứa email thì họ sẽ thay đổi. Nhưng đây trong cái khuôn khổ clip hướng dẫn nên là tôi sẽ làm mặc định, sẽ không thay đổi gì cả. Cái cơ bản cho các bạn nắm được. Ok, sau khi cài đặt xong ấy, thì các bạn làm cho ngay cái bước này. Mở mật khẩu, thiết lập mật khẩu, chính xác là thiết lập mật khẩu VNC và NMP, tức là các bạn có thể remote vào để setting thông qua VNC hoặc cái chương trình của NetZone cung cấp. Ở đây ví dụ đặt vào 1, các bạn đặt gì các bạn phải nhớ. Ok, xong các bạn muốn thay đổi cái font name, đây ví dụ cái này này, tên cái tên của cái máy bạn thì các bạn đặt thay đổi ở đây nhé. Nhưng các bạn lưu ý là các bạn không được đặt dấu shift gạch, nó sẽ lỗi trong quá trình mount ổ game bằng cái set i. Ok, rồi cái bước cài đặt nxd thì cài đặt nxd thì không có gì cả, bạn xét quyền là nó chạy thôi, này các bạn không quan tâm. Đây tôi cài đặt luôn rồi, quá trình cài đặt Linux thì cũng chỉ có thế thôi. Để tôi hướng dẫn thêm cho các bạn. Đây các bạn mở qua system mục etc rc.d. Đây, rc.local. Đây, tất cả các lệnh đặt ở đây nó sẽ được gọi khi máy chủ khởi động. Thì các bạn thêm cho tôi một câu lệnh, nó cũng các bạn không thêm thì cũng chẳng sao, nhưng mà thêm nên thêm vào thừa còn thiếu các bạn ạ. NXP restart, tức là nó sẽ khởi động lại dịch vụ NXD khi mà các bạn khởi động lại. Các bạn muốn
xóa Ryback mỗi khi khởi động mạng lại để cho tiết kiệm dung lượng của đĩa. Chứ Ryback thì các bạn thêm lệnh cho mình rồi cách ra trừ rf cách ra đường dẫn chứa Ryback mặc định của Linux, mặc định của NXD là đây, các bạn xem đây. Nhầm. À đây tôi chưa crack nên là sẽ các bạn sẽ không thấy được. Được rồi, cái này mình bỏ qua, tạm thời bỏ qua. Mặc định của nó là đường dẫn này các bạn. NXP. Đây này, tôi chỉ luôn trong này các bạn xem. Chỉ cho mạnh được. MNP. NXP đây. Cái WKS đây các bạn. Đây đường dẫn này, copy cho mình rồi đây. Còn nếu các bạn làm ổ đĩa riêng ấy, nếu mà mao vào thì các bạn sẽ copy cái đường dẫn của các bạn. Đây. Các bạn thêm cho mình dấu sao. Mình sau. Và các bạn ấn đây để lưu lại. Nói chung chỉ có vậy thôi. Và để sử dụng remote vào server và không cần gắn màn hình vào máy chủ thì các bạn mở cho mình cái con này. Và phần network đặt IP cho các mạng. Các bạn có bao nhiêu các mạng thì các bạn đặt bấy nhiêu IP. Đặt xong các bạn sẽ bon lại. Nhưng mà đây trong trường hợp này tôi chỉ có một các mạng, tôi sẽ đặt cho các mạng này thôi. Và bấm cái nút vào hoặc bấm edit enable các mạng lên, tôi cho phép sử dụng đặt IP cho các mạng 192.168.1. Tôi ví dụ là 5. Nmap các bạn chọn tương ứng. Ok. À, do máy ảo vẫn chưa bật kết mạng. Ok. Được các bạn. Ok, link is yes. Tức là đã thông mạng. Sau bước này đi tôi thử VNC và các bạn xem nhé. Các bạn dùng VNC Viewer. Máy này tôi chưa có cài. Các bạn lấy mạng cài đây. Viewer. Cài bảo từ Windows. Các bạn cài đặt. Cũng chẳng có gì ngoài nét. Ok. Sau khi cài đặt xong các bạn chạy lên CPU lên, gõ vào địa chỉ IP của máy chủ, địa chỉ IP các bạn vừa đặt đấy. Nếu các bạn bon sẽ ra địa chỉ các bạn bon. Đây ạ, 168.1.5 thêm cái port là bọc 1 mặc định nhé các bạn nhé. Enter. Các bạn check ở đây. Ấn continue. Nhớ mật khẩu luôn cũng được, không nhớ thì thôi. Lúc này chúng ta đặt mật khẩu VNC là 1 thì tôi gõ 1. Đây, các bạn thấy cái màn hình của máy chủ đây. Các bạn có thể đến bước này rồi thì các bạn có thể tháo màn hình ra cất đi rồi, có đem bán cũng được. Chả sao. Khi nào cần lại mua. Các bạn có thể thao tác ở đây bình thường. Đấy là remote. Tôi chỉ cho các bạn cái nữa đó. Đâu rồi? Cái này thực sự nó không cần thiết. Này cũng không thay đổi đâu, mình cũng không nhớ rõ đường dẫn của nó để mình tìm, xong mình sẽ chỉ lại.
bởi vì mỗi phiên bản ISO nó sẽ ở một cái vị trí, một cái mục khác nhau, nên có thể là mình tìm nó không ra và mất thời gian. Đây rồi. Tức là sao? Tức là đây mình sẽ cho các bạn nhé. Theo đường dẫn này các bạn chỉnh cho mình cái thời gian chờ trước khi chọn kernel, tức là trước khi máy boot ấy. Mình của nó là 10 giây, các bạn chọn thấp hơn cho nó nhanh. Đây, các bạn mở cho mình file system và phần sheet, mục sheet và phần kernel. Lại lộn rồi. nhầm. Các bạn vào phần file system nha, vào phần boot, phần sheet Linux, mở cho mình file sheet Linux.cfg lên, kích thước và mở lên. Đây, các bạn chú ý dòng timeout 100 nó tương đương với 10 giây đấy đấy. Các bạn để cho mình số 1, không được để số 0 nhé, số 0 là lỗi luôn đấy, phải đơ khỏi bút luôn đấy. Rồi lưu lại. Bây giờ các bạn chú ý nhé, mình sẽ khởi động máy chủ cho các bạn xem. Nó sẽ bỏ qua cái menu đấy. Lúc vừa làm vừa tìm chẳng sao các bạn ạ, cũng là câu thời gian YouTube thôi. Một số bạn biết rồi thì bảo là mình phải dài dòng, nhưng mà với một số với các bạn mà chưa biết hoặc mới làm quen ấy thì các bạn sẽ dễ hiểu, chậm rãi các bạn dễ mắc nhịp hơn đấy các bạn. Đấy, cái menu này lúc nãy nó dừng 10 giây bây giờ nó bỏ qua luôn. Mình hướng dẫn các bạn là đổi mật khẩu út nhé. Tôi mở cửa sổ terminal lên, các bạn gọi cho mình passwd. Đấy, các bạn là điền vào mật khẩu root hai lần. Các bạn cứ gõ thì nó không hiển thị ra, nó không hiển thị các bạn thấy đâu. Yêu cầu của nó là tối thiểu 5 ký tự. Bao gồm chữ hoa, chữ thường và số. Nên nói thì nói vậy thôi. Ok, nó báo vậy là thành công nhé, nó cũng đã được thay đổi. Thêm một cái nữa, khi các bạn sử dụng các cái tool remote vào server thì các bạn ở các cái ISO 7 ấy, ISO dùng cho vấn đề 7 ấy, thì không vấn đề gì. Nhưng các cái ISO về sau này, ISO 8 thì nó sẽ mặc định nó từ chối, tức là deny cái quyền truy cập thông qua giao thức SSH. Thì vào đây các bạn sẽ phải điều chỉnh để cho phép truy cập. Các bạn làm theo tôi. Các bạn vào SC SSH. Các bạn mở cho tôi cái file SSHD.fix, kéo xuống tìm tôi dòng đây, permit root login row 2 bit password. Đây các bạn sửa lại
Đây, các bạn xóa dòng này thì đưa đoạn này cho tôi, private password đi. Các bạn gõ vào chữ Z và bỏ dấu thang ở đầu đi. Lưu lại. Đấy, sau bước này thì các bạn mới tiến hành chờ mốt. Xem nào, tôi còn nhớ cái lệnh này không? Chmod cộng x cc duyệt rc chấm d duyệt rc chấm sshd, gọi enter, gõ lại nhé cái đường dẫn này, start nó lên etc c.d. Lâu lắm không cài server, hôm nay rảnh rảnh ngồi làm tiếp hướng dẫn cho các bạn. Đây, etc rồi.d rồi.rsd. Các bạn là cách là start, tức là khởi động với dịch vụ SSHD để lấy predicate. Đây, xong. Đấy, đến bước này là xong cái việc mở SSH. Có lẽ clip này tôi sẽ dừng lại ở đây, nó hơi miên man, nó đi theo đi quá khuôn khổ của một cái clip hướng dẫn cài đặt ISO NetZone. Cảm ơn các bạn theo dõi. Nếu mà clip có giúp ích được cho các bạn thì các bạn vui lòng ấn like và subscribe để theo dõi những clip mới nhất của kênh. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mọi chi tiết các bạn vui lòng liên hệ cho mình Pay Vi Tính Thanh Hải Gia Lai hoặc nickname trên diễn đàn Vietwood là Thanh Hải EK. Mình còn một page khác xin cung cấp cho các bạn crack. Nếu các bạn có nhu cầu thì các bạn liên hệ với mình qua page nd8 crack. Xin chân thành cảm ơn các bạn.